Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và ở những clip trước, chúng ta đã cùng chia sẻ về cái văn hóa của Việt Nam và về cái thần tích của những cái triều đại trước của Việt Nam để lại. Và trong cái khuôn khổ clip làm về văn hóa của Việt Nam, thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một trong những vị hoàng đế của Việt Nam, người mà tiếp nối cái truyền thống văn hóa của vị vua Gia Long để lại, để từ đó làm cho cái cửu đỉnh của nhà Nguyễn đã trở thành cái báu vật của Việt Nam. Và vị vua Minh Mạng chính là vị vua thứ hai của nhà Nguyễn tiếp sau và là con của vị vua Gia Long, thì ông chính là người đã đặt nền tảng cho cái việc đúc chín cái cửu đỉnh này để lại cho đời sau. Trên chín cái cửu đỉnh này thì được mô tả bằng những cái hoa văn họa tiết, có cả những cái dòng ghi chú để cho đời sau biết được đây là danh lam thắng cảnh ở đâu và đây nó là cái gì. Và chính vì cái khuôn khổ của cái chương trình như vậy, cho nên là ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về một chiếc đỉnh ở trong chín cái đỉnh đó. Và chiếc đỉnh này thì tượng trưng cho vị vua là Minh Mạng, với cái vị trí đó là đặt ở trong sân Thái Miếu, là nơi thờ tự của nhà Nguyễn. Và chiếc đỉnh này thì có tên là Nhân Đỉnh, cũng là cái thuy hiệu của vua Minh Mạng ở trước cái khu vực Thái Miếu và đối diện với khám thờ của vua Minh Mạng. Ta nhìn thấy cái kiểu dáng đó là cái tai của cái đỉnh này nó là cái hình vuông, và cái chân có ba chân giống như các cái đỉnh còn lại. Cái bầu của cái đỉnh trên đây được khắc 17 các cái hoa văn chi tiết nói về các cái danh lam thắng cảnh, các cái con vật con giống, các cái địa danh, các cái thần tích, rồi các cái công trạng mà những vị vua trước đã để lại cho đời sau. Chính vì như vậy cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Nhân Đỉnh để biết được rằng là trên chiếc đỉnh này thì đang để lại những điều gì cho những người hậu thế. Cái hoa văn đầu tiên chúng ta đang xem đây là cây ngô đồng. Cây ngô đồng này thì không phải là cái cây ngô mà nó đẻ ra cái, nó có cái bắp ngô để chúng ta ăn, mà cây ngô đồng này là một cái dòng cây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Và cái thân của nó là cái thân gỗ chứ không phải là cái thân thân cỏ giống như là cái cây ngô mà chúng ta ăn, cái bắp ngô hàng ngày. Và cái lá của nó thì chúng ta nhìn thấy là nó trẻ ra làm ba cái hướng mà giống như là cái bàn chân của con vịt ấy. Và cái cây ngô đồng này thì cái thân của nó là cái thân gỗ, nó rất là chắc. Và cái đường kính của nó là thông thường nó khoảng độ tầm từ 30 đến 50 cm. Tương truyền là cây ngô đồng này khi mà được trồng ở bên Trung Quốc thì nó có những cái thần tích, ví dụ như là sẽ có những cái con chim phượng hoàng là thông thường là chỉ đậu ở trên những cái cây ngô đồng này thôi, thì con chim phượng hoàng chỉ xuất hiện khi nào mà có thánh nhân ra đời, khi nào mà có quý nhân ra đời, và đặc biệt là khi nào mà có những cái minh vương, có những cái vị hoàng đế anh minh xuất chúng ra đời thì mới có chim phượng hoàng hoặc là kỳ lân. Chính vì như vậy cho nên là cái cây ngô đồng ấy nó gắn với cái hình ảnh của con chim phượng hoàng, và nó cũng là một cái điểm báo trước cho thế gian là sẽ được đón những cái vị minh vương. Chính vì như vậy cho nên là cái cây ngô đồng nó có một cái vị thế rất là lớn ở trong cái kinh thành. Thêm nữa đó là cái gỗ của cây ngô đồng này thì có thể dùng để làm thành những cái nhạc cụ rất là hay. Ví dụ như ở bên Trung Quốc thì có những cái nhạc cụ như là cái cây cổ cầm chẳng hạn, là một trong những cái cây đàn mà có xuất hiện cách đây hàng nghìn năm. Chính vì như vậy cho nên là người ta tương truyền rằng là cái gỗ của cây ngô đồng này thì nó truyền được những cái âm thanh có thể là lay động được đến cả những cái vị thần ở trên trời. Tại sao cái cây ngô đồng đấy được khắc ở trên cái Nhân Đỉnh thì nguồn gốc nó là như thế. Cái hoa văn thứ hai đó là cái kỳ nam. Thì kỳ nam thì thực chất là chúng ta nhìn thấy cái cây này là cây gió bầu. Và kỳ nam và gió bầu ấy thì tôi xin phép được giải thích là như này. Cái cây gió bầu thì xuất hiện ở những cái khu vực thuộc các cái tỉnh miền Trung của Việt Nam, ví dụ như là Nha Trang, Khánh Hòa, Quảng Nam. Đó là những cái nơi mà có những cái cây gió bầu nó sống. Và cây gió bầu này khi mà nó có những cái sự việc ngoài mong muốn xảy ra, ví dụ như là sét đánh, con người lấy dao chặt vào, hay là những cái con động vật mà nó cào xước vào cái thân cây của cây gió bầu này, thì cái chỗ mà xước đó nó tạo ra một cái vết rạch, và cái cây gió bầu này nó sẽ phải tiết ra một cái nhựa để nó bao bọc cái chỗ vết thương đó. Và cái nhựa để bao bọc cái chỗ vết thương đó thì qua 5 tháng nó sẽ bao phủ và sau đó nó sẽ khô lại, nó trở thành một cái cục đậm đặc ở đây. Và trong cái cục đậm đặc đó thì nó lại có hai loại
gỗ xuất hiện, một loại được gọi là trầm hương và một loại được gọi là kỳ nam. Trầm hương thì là cái loại mà cái hương thơm của nó ít hơn, độ quánh, độ dẻo của nó cũng ít hơn. Kỳ nam là cái loại mà vô cùng đặc biệt, nhưng mà cái tính chất của nó thì đậm đặc hơn, mùi hương của nó thì thơm hơn. Và cái thứ ba nữa đó là rất khó để có thể tạo được thành kỳ nam. Thế thì kỳ nam và trầm hương có giống nhau hay không? Thì so sánh nó giống như là thủy tinh so với ngọc ngà châu báu. Thì điều đó để cho thấy được rằng cái sản phẩm của Việt Nam ta là nó rất là có giá trị. Và đến cái họa tiết thứ ba thì nó có tên là noạn. Thì cái chữ này được dịch ra nó là cái lúa nếp. Và cây lúa nếp thì chúng ta cũng đã biết đó là nó có xuất xứ từ rất là xưa rồi, từ những cái thời Hùng Vương, gắn với những cái câu chuyện đó là Lang Niêu. Thì những cái đấy là những cái mà nó liên quan đến thần tích của Việt Nam để lại, cho nên là trên đây nó cũng khắc họa cây lúa nếp. Đến cái thứ tư đó là cái trái nam chân. Cây nam chân này thì trong miền Nam gọi là cây bòn bon, thế còn ở ngoài miền Bắc thì chúng ta thường gọi là cây dâu da. Và cây dâu da này thì ngày xưa có rất nhiều nhưng mà bây giờ thì ít hơn. Nhưng mà tại sao trên nhân đỉnh lại đặt cái cây dâu da này vào? Thì nguyên do đó là từ thời vua Gia Long là đánh nhau với lại là anh em nhà Tây Sơn. Vua Gia Long ngày xưa thì đã phải phiêu bạt rất là nhiều nơi ở trong khắp miền Nam, thậm chí là ra cả những cái vùng đảo là Côn Đảo hoặc là những cái đảo khác ở trên biển để lẩn tránh cái việc mà quân Tây Sơn người ta truy đuổi. Thì có những cái đợt mà quân Tây Sơn truy đuổi rất là gắt gao và vua Gia Long không còn thức ăn để mà ăn, thì vua và quan là phải lấy cái cây dâu da này để ăn những cái quả này để sống qua ngày. Chính vì như vậy cho nên là trên cái nhân đỉnh này thì còn khắc họa cái cây nam chân, phản ánh cũng như là nhắc nhở những cái thế hệ đi sau về một cái sự kiện trong lịch sử nó đã diễn ra rất là ý nghĩa như vậy. Đây là cái nguồn gốc để những người đi trước khắc cái cây nam chân lên trên đây quý vị nhé. Đến cái hình ảnh thứ năm đó là liên hoa. Liên hoa thì chúng ta cũng đã biết đây là cái cây hoa sen, và hoa sen bây giờ cũng đã trở thành quốc hoa của Việt Nam. Đến hình ảnh thứ sáu đó là con chim khổng tước. Thì thực chất cái tên khổng tước đó là cái tên của tiếng Hán, nhưng mà người Việt ta phiên âm ở chim công thì là dễ hiểu nhất đó. Và con chim công này thì nó mang một cái màu sắc nó rất là đẹp, rất là rực rỡ. Nó cũng tượng trưng cho những cái điềm lành và cái sự trung thủy. Hình ảnh thứ bảy đó là Nam Hải, chính là cái vùng biển phía Nam của Việt Nam. Và vùng biển của Việt Nam này thì trải dài là từ Bắc vào đến Nam, qua đến cả ở khu vực Côn Đảo và sang đến gần Vịnh Thái Lan. Điều này phản ánh một cái tầm nhìn của những cái vị vua nhà Nguyễn. Đến cái hình ảnh thứ 8 đó là Phổ Lợi Hà. Cái Phổ Lợi Hà này là một cái con kênh được đào ở cái khu vực của Kinh Thành Huế. Và cái kênh này thì nó nối từ khu vực các cái sông nhỏ chảy ra biển. Hình ảnh thứ 9 đó là Nguyệt là mặt trăng. Đến cái hình ảnh tiếp theo đó là đây là Hương Giang. Hương Giang chính là cái dòng sông Hương chảy xung quanh cái Kinh Thành Huế. Đến cái hình ảnh tiếp theo đó là Ngự Bình Sơn, khi mà vua Gia Long cùng với các cái quan đại thần đến đây để nghỉ ngơi, để chiêm ngưỡng cái hình ảnh, cái không gian của Kinh Thành và của xứ Huế, thì vua đã đặt tên cái núi này có tên là núi Ngự Bình. Còn âm Hán Việt thì mình gọi là Ngự Bình Sơn thì nó sẽ rất là dễ hiểu. Hình ảnh này có tên là Nhân Ngư. Nhân ngư này thì thực chất quý vị nhìn ở trên ảnh đây thì cũng đã nhận ra đây là cái hình ảnh là cá voi. Và cái hình ảnh cá voi thì nó đã gắn liền với cái vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là những cái vùng biển từ Thanh Hóa trở vào đến trong Nam, thì còn coi cá voi là một vị thần biển, một cái vị thần ngư. Và tương truyền rằng là những cái người nào mà được nhìn thấy cái vị thần ngư này khi mà dạt vào bờ thì còn cho đó là một cái niềm vui, đó là một cái niềm may mắn. Nhìn thấy cá voi dạt vào bờ như vậy thì còn có những cái câu ca dao, ví dụ như là thấy cá ông vào làng như là vàng vào tủ. Tiếp theo đây là cái chữ cừu, thì nó thực chất đó là một cái hình ảnh để chỉ cái cây hẹ, là một cái giống cây thuộc họ nhà hành lá. Đến cái hình ảnh thứ 14 đó là một cái lâu thuyền, là cái thuyền mà có cái lầu ở bên trên, đó là cái thuyền để phục vụ cho nhà vua đi du hành ở trên sông Hương. Thế thì trên cái thuyền này thì chúng ta nhìn thấy đó là phía trước là có chạm hình con rồng. Cái rồng này thì đều được chạm khắc bằng 5 ngón để tượng trưng cho cái hình ảnh của vua. Và sau khi mà chạm khắc các cái con rồng này xong thì là sẽ được son thiếp vàng. Đến hình ảnh tiếp theo đó là cái hình ảnh Luân Xa Pháo. Ở cái clip trước chúng ta đã biết được rằng trong Kinh Thành Huế là có cả những cái khẩu đại bác
khẩu đại pháo rất là lớn. Thế nhưng mà cái khẩu đại bác nó lớn như vậy cho nên là cái tính cơ động của nó rất là kém. Thì nhà Nguyễn là đã chế tác ra cái luân xa pháo này. Thì chúng ta nhìn thấy là nó đặt được trên hai cái bánh xe và chở đi để có thể là tham gia vào những cái cuộc chiến. Đấy, chính vì như vậy cho nên là nhà Nguyễn khắc cái hình ảnh luân xa pháo lên trên đây, là cái luân xa này nó tham gia vào những cái cuộc chiến, cũng như là cái hình ảnh để biểu tượng cho cái sức mạnh quân sự của nhà Nguyễn. Trên cái hình ảnh này là cái hình con báo, thì chúng ta cũng đã biết đó là ở cái clip của vua Gia Long là hình con hổ, còn ở cái hình ảnh của vua Minh Mạng là hình con báo. Đó thì hổ là chúa tể sơn lâm và chúa của rừng xanh, thì báo cũng là một trong những cái họ nhà hổ, họ nhà mèo, cũng có những cái sức mạnh rất là lớn. Đến cái hình ảnh thứ 17 là hình ảnh cuối cùng của cái nhân đình. Trên đây thì người ta viết hai cái chữ đó là Đại Mạo. Hai chữ Đại Mạo này thì dịch ra thì nó là cái con đồi mồi. Thế con đồi mồi này nó giống như là cái con rùa trên ở biển vậy. Tại sao người xưa lại khắc cái hình ảnh đồi mồi lên trên đây? Thì theo tôi tìm hiểu và lý giải đó là ngày xưa người xưa muốn truyền đạt một cái thông tin lý giải với chúng ta, đó là cả một cái giải đất Việt Nam hình chữ S dài rộng đến như vậy, là có rất nhiều những cái tài nguyên thiên nhiên, những cái sản vật ở trên rừng quý hiếm, phục vụ được cho cái việc là ăn ở mặc của nhà vua, của người dân, của quan lại. Chính vì như vậy cho nên là với cái tài nguyên thiên nhiên dồi dào như vậy thì người Việt có thể dựa vào cái tài nguyên đó để có thể là làm giàu cho mình, củng cố được sức mạnh quân sự, củng cố được vị thế của đất nước. Chính vì như vậy cho nên là chúng ta xem ở trên các cái đỉnh này thì sẽ nhận ra được rất nhiều những cái hình ảnh độc lạ, những cái cây cối quen thuộc, những cái hình ảnh quen thuộc, con vật quen thuộc của chúng ta. Và điều này cũng là cái điều mà phản ánh ra một cái tâm thức, đó là chúng ta không những sử dụng mà chúng ta còn phải gìn giữ những cái nguồn tài nguyên để những cái thế hệ về sau sẽ còn luôn được chiêm ngưỡng cũng như là sử dụng được những cái tận dụng những cái nguồn tài nguyên đó để phát triển. Trên đây là 17 cái chi tiết hoa văn nói về cái nhân đình của nhà Nguyễn. Và nhân đình này thì tượng trưng ở vị vua, đó là vua Minh Mạng. Và thông qua cái clip này chúng tôi lại hiểu thêm được một điều: tiền nhân đi trước luôn luôn muốn gửi gắm những cái bài học, những cái ý tưởng hoặc là một cái ngụ ý gì đó thông qua mỗi một cái hình ảnh. Chính vì như vậy cho nên là những người đi sau như chúng ta sẽ cần phải xem, cần phải nghĩ và cần phải thưởng thức nó để có thể vừa hiểu được rằng ông cha chúng ta đã trải qua những cái gì, vừa có thể đúc kết nó trở thành một cái bài học để có thể tận dụng nó và phát triển. Và bên cạnh đó cũng là một cái nền nghệ thuật điêu khắc thủ công, là những cái mà chất xám ông cha ta đã để lại cho chúng ta ngày nay. Và chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và chia sẻ cái clip này của chúng tôi. Rất mong nhận được những cái ý kiến phản hồi của quý vị ở bên dưới clip này. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị.